mặn đấy. Chi giờ từ từ. Từ. Giờ đang đẹp đẹp. Chút cho mình có chút mình về. Sân khấu ở quảng trường. Anh đang xem đúng không? Ở đây nè. Thằng Thanh nó ngồi gần đây nó cũng coi được hay ha. Tuyệt vời luôn. Dạ, tuyệt vời không anh? Đẹp ghê không? Sân khấu đẹp quá anh Tấn à. Hello Tùng Thanh. Chào Chích Bông. Đạo Chích Bông là ai đây? Bên này nói bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khấu đẹp ha. Hello em, tuyệt vời quá chị đẹp ơi. Bố có cái giọng cười lòng luôn cả trong năm nay đi ăn Tết xa một năm nên tới là lạc ở Tết Tây. Tùng Thanh ở nhà bán yến đi nha. Nó sân khấu đẹp không? Mà đợi hát lâu quá. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị lên sân khấu hát chưa? Hello Sương, Thu Sương, cơm tối chưa? Chào bạn nha. Chào em Vân nha. Đông rồi. Đẹp không Vân ơi, sân khấu đẹp không? Chú có ca sĩ hát nè em nè. Giờ chuẩn bị nè. Ca sĩ lên hát, nó không hát bắt đầu ca lẻ. Ca sĩ lên hát xong anh Thông lên hát xong khách về luôn. Đó. Anh Thông đăng ký lên hát hát trước đi. Anh lên hát cái khách về hết sao? Mà để ca sĩ hát trước. Đó. Đó. Bắt đầu. Quý vị khách quý, cùng toàn thể quý khán giả, chương trình đà Lạt New Year's Eve Countdown Gala 2024 sẽ chính thức được bắt đầu trong các phút nữa. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo tổ chức, công ty Trời Nam Entertainment triển khai thực hiện với sự đồng hành của tạp chí Việt Nam Hội Nhập. 20 phút đầy đây, xin mời toàn thể những khán giả cũng như tất cả những khách bố phương chúng ta cùng sẵn sàng tìm cho mình vị trí chỗ ngồi yêu thích nhất và cùng thưởng thức một đêm thật tuyệt vời cùng với chúng tôi, cũng như tạm biệt 2023 để chào đón 2024. Xin chân thành cảm ơn. Cô S nè, bạn chú S đâu? Chú S xanh à? Dễ thương à? Thương à? Coi tài thiên. Coi tài thiên à, coi tài thiên à.
để dành pin chút nữa ca sĩ lên hát mình phát trực tiếp cho mọi người coi nha. Nha. Chứ để hồi hết pin này mọi người không có được coi ca sĩ ha. Thôi mình tắt like nha.